Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với cái channel Channel trải nghiệm TV của em. Và mình đang đứng tại cái mảnh đất của The View Moon nữa đây mọi người ơi. Và để tiếp tục cái video clip hôm nay thì em xin chúc tất cả mọi người một ngày làm việc nè và một buổi tối online thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, nhiều thành công trong công việc. Nhất là bên người thân và gia đình luôn ấm áp thì uh, video clip review chia sẻ của em dành tặng cho những người nào chưa biết những người nào không biết gì luôn á thì hãy vào đây chia sẻ ha còn những bạn nào biết rồi những cái thủ thuật hay về cái con đi mua game này thì hãy chia sẻ thông tin về để em gom góp lại làm những thủ thuật hỗ trợ người chơi mới còn những anh chơi cũ rồi đó, thì quá web rồi follow cho qua em xin cảm ơn đặc biệt là các bạn nhớ uh, đăng ký kênh nè, bật chuông thông báo để theo dõi những cái video mới nhất của mình. để cái gì đây, mới vừa vào là đã bị sắp mật lờ rồi mọi người. thì một cái map trên đây là một cái map của là vulcanus, vulcanus này hiện giờ là nó đang chiếm cái tỷ lệ mà điểm master cao nhất trong các map nên các anh hùng về đây hội tụ nha các anh hùng ngoài đại hội tụ rất là nhiều nên cái gì cũng vậy. Um, game online là phải bê ca nha Nếu mà bê ca chết là không có được cài cú nha. Nếu mà bê ca chết thì cứ diệt đập máy thôi mọi người chứ đừng có cài cứu quá. Thì một quá trình cài master của mình mình chỉ cấm và chạy trên đây thôi, còn những cái khác thì mình những cái map khác thì mình ít lui tới lắm mình trên đây tại vì trên đây nó nhiều anh hùng nhiều nhân tài nên mình lên đú đú ở trên đây chơi học hỏi những anh tài đó coi sao mà anh cứ bê ca mình quề buồn dễ sợ mình đâu làm gì sai đâu không lẽ đẹp trai là các cái tội sao ta đi đâu cũng bị đập hết vì sao thì cái map trên đây cái điểm master của các bạn lên hầu như là nó muốn gấp đôi luôn những cái map khác nha Những bạn nào um, xuyên cài á Thì uh, lên trên đây mình để mình cài cái điểm master Thì các bạn sẽ chiếm được một cái lượng điểm master được nhiều hơn và cao hơn những cái map khác Vì những map khác điểm master nó lên 800 rồi 1k 1k ngoài thôi Còn hầu như cái map này là điểm master của nó lên tặng 3k là nó rất là phiêu Rất là sướng Mình là tính lại nói ăn ké cái bãi chưa gì trơn nó sắp mặt lờ vì trên đây là một số anh rất là quýp rồi nên mình không có chơi chội lại đâu mình chỉ là luồn lách mình kiếm những cái đường nào mà cho nó thoáng đang mình đi thôi chứ mà hô chơi chội là cũng chưa có tuổi chơi đâu vì mình cài master nên mình chỉ bật là cái hình ảnh chỉ riêng của mình thôi đặng mình nhìn những cái bãi nào mà quái nhiều những cái bãi nào mà người ta nhiều thì mình uh, né ra người ta nhiều quá thì mình né ra mình đi uh, chỗ khác còn uh, các bạn mà không có tắt hết skill thấy không các bạn thấy cái điểm lên không các bạn không tắt skill uh, của đối phương và không có bật cái cái độ uh, mắm vú lên đó không có bật cái độ mà ít lan lên thì các bạn sẽ uh, rất dễ là đi nhầm uh, tại sao mà rất dễ đi nhầm thì mình uh, vì một mỗi một người mà tung ra một cái xì kêu tung té như vậy á thì các bạn đâu biết ở đâu là cái cái gì uh, rồi cái bãi quái đó nằm ở đâu mà trong khi đó là cái mình uh, cái máy mình nó bị lan liên tục thì chơi nó rất là khấm nên uh, cách tốt nhất á, thì các bạn hãy chỉnh cái cái nhân vật chỉ hiện lên của mình thôi và xì kêu thì bắt uh, giảm lại là các bạn sẽ pha mượt mà hơn và có thể là mình uh, nhìn bãi tốt hơn để mình farm chứ uh, các bạn nào bắt full lên rồi thì cũng được đi những bạn máy cấu hình mạnh nó thì không nói gì còn những bạn mà máy cấu hình không mạnh nó thì nó sẽ rất là thiệt thòi vì mình không thấy cái bãi quái đó là bao nhiêu người hoặc là đây mình lại đây mình quánh nhanh bụng bự rồi thì cái này là mình chỉ là né mấy cái bãi web ra đang mình đi kiếm những cái bãi mới mình tại vì những cái bãi web thì lúc nào cũng có là tay to mặt bự cho đó rồi nên uh, uh, nhào nhào vô trong đó thì các bạn sẽ uh, lạnh đủ luôn vì cái con sụt cái con đắt quay này á, thì nó có cái sự kêu lan nên các bạn pha master nó sẽ là lợi thế hơn người khác tại vì những anh bờ gồ ảnh chỉ ghim lại những cái bãi quái nào người ta gom lại mấy ảnh farm là như đắt kin nè đắt lót nè magit nè còn những anh nào sử dụng bên đất quay thì các anh có thể là chạy xô được. Ví dụ như là những cái map quái lang. Quái làng là sao là quái nó không có gom lại mọi người Quái nó khơm không, không có gom lại một chỗ Mà quái nó cứ chạy lung tung lung tung Thì các bạn dựa vào cái điểm mạnh của mình là Xì kêu rộng Xì kêu diện rộng mà các bạn farm Nó cũng là lên điểm master bình thường Chứ không phải là không lên nha Chứ không cần mà lại tranh giành với mấy anh Whip, anh top, anh gì trơn á Để lại chi để cho anh quánh sắp mặt lờ Chạy về mát mẹ, mẹ còn đánh thêm nữa Cho cái tội mà chơi game khi mà một số trong đây một số người thì comment nói là nếu mà hỗ trợ thì review hỗ trợ người mới thì hỗ trợ người mới thì mình đã có chia sẻ rồi Nếu các bạn mà mới chơi luôn hay là chơi lần chừng thì các bạn có thể bỏ nít các bạn có thể bỏ nít và lập cho mình một cái nít mới hoàn toàn mới thì các bạn lập hoàn toàn mới như vậy là người ta sẽ tặng vip cho các bạn trong vòng 7 ngày 7 ngày đó thì một số người chia sẻ thì trong vòng 3 ngày 4 ngày đấu lại có người nói mà ôm máy xuyên suốt là có thể một ngày đã mát in và một ngày sau là có thể cài master tơ thì cái chuyện đó mình chưa có thấy nhưng mà tầm khoảng 3 ngày tầm khoảng 3 ngày là các bạn có thể cài master tơ mà trong khi đó là cái điểm master tơ của bạn nhăn hai nên rất là cao rất là nhiều rất là sướng luôn vì như vậy thì các bạn sẽ lợi thuộc hơn người ta và sẽ sướng hơn Vì các bạn có thể là để master nhân 2 và lên master lẻ hơn người ta có thể cộng điểm master nhiều vào và trước người ta thì sẽ bk lợi thế hơn và mình xin nhắc lại một lần nữa mình review chia sẻ cho những bạn nào đang chơi y chang mình là không cần nạp tiền mà chơi chay thì các bạn hiểu một từ chơi chay đó là cài không nạp nên là cái lượng cái lượng tên tuổi của mình là hầu như là không có tên tuổi để sánh dài ở trong đây luôn á mọi người anh kết quái không lại anh kết không lại anh anh mặc vk đậu xanh anh kết không lại anh mặc vk <laughs> nếu mà nói về kết quái thì cái anh đắt lót anh không có tuổi rồi anh tuổi tí á anh à, biết tụi tí à tí là nhỏ lắm anh tôi tí á, đã mình né rồi mà còn bị anh PK tại đắt lót um, phiên bản này đang nó to lắm nha mọi người chứ không phải như phiên mấy phiên bản khác đâu đừng có tưởng anh bở mà nhào vô anh giết mình sao anh chết quen luôn anh chạy theo mình thì uh, cái server này ủa lộn một cái game này á, thì nói chung đồ nó khá là đắt đỏ nên mà cái chuyện mà để nạp vô dành quýt dành top á, thì nó hi hữu đối với dân cài còn mà dân cài mà cài chay thì các bạn cứ chơi theo một cái lối tự nhiên thoải mái đi Tự nhiên thoải mái như thế nào thì các bạn cứ việc vào chơi như có thời gian rảnh thì cứ vào on được lát nào được lát nấy Còn nếu mà hơn thua thì hầu như là chỉ nạp tiền mới hơn thua được nha mọi người Còn hôm mà solo chay với nhau ha Thì cứ việc quánh đi chứ sợ ai quánh thua thì vô hội sinh cái quánh nữa Tại vì hội sinh nó đâu có tốn tiền của mình đâu Thì các bạn cứ quánh bình thường mà nhưng mình như nào mình đứng xa cái bãi quái này ra thử coi nó mình mình kết thấy coi ảnh ảnh có nói gì mình không nha mình ở đây mình kết là cũng dẫn lên uh, master đàng hoàng thấy không các bạn thấy cái điểm master của mình đang lên không nó cũng dẫn lên bình thường nha nếu mà một hồi ảnh thấy quá ít là ảnh quay ảnh bk mình à cái đó là mình chắc chắn một trăm phần trăm luôn là sẽ bk thì mình đứng đây mình chia sẻ mình hút cái kinh nghiệm của anh hay cái điểm master của anh giật lên là anh sẽ biết và anh sẽ nhích lại anh BK nếu anh, anh không BK thì mình ở đây mình dành bãi luôn mình dành mình dành cái bãi gì trời cái bãi sình hay cái bãi quái mình dành cái bãi quái luôn thì một điều nữa mình xin chia sẻ và cho những bạn nào nói ở ừ, dùng đầu cùi để BK top thì cái đó này không có cái đó là hay hữu và mình có thể chỉ chia sẻ cho các bạn làm giàu trong cái mu này, làm giàu trong cái game này cũng vẫn có được bình thường. thì các bạn cứ cài Master xong rồi các bạn cứ canh giờ đi săn boss, canh giờ đi săn boss hoặc là các bạn lúc trước mình đã có chia sẻ cho các bạn rồi. nếu bạn nào mà xuyên mà được hai máy trở lên mình xin nhắc lại ha. những bạn nào biết rồi thì bỏ qua những bạn nào chưa biết thì hãy nghe và làm theo theo cái cách của mình là các bạn sẽ mau có lắm mau có vốn đi buôn có xuồng đi bán thì những bạn nào được hai máy ha thì các bạn cứ việc tạo một cái ạt mới liên tục tạo ạt mới liên tục thì các bạn tạo mới liên tục để làm gì để bán hả không có đâu nha các bạn tạo ạt mới liên tục để các bạn được một cái lượng dv bond. khi mà reset tầm khoảng ba chục lần hay gì đó tầm khoảng ba chục lần hay là nói chung reset hết 7 ngày là các bạn đã có được một cái lượng decon nho nhỏ rồi, một lượng dv bên nhỏ nhỏ rồi hay các bạn tích lại đó, các bạn tạo một ạt khác nữa. Vì trong dòng đó là các bạn cài reset rất là nhanh nên người ta nên các bạn kiếm là tầm khoảng 10k đê vi bon rất là mau. Như vậy là một con nhân vật không một cái ạ các bạn kiếm được 10k thì hai k các bạn kiếm được nhiêu việc ba k các bạn kiếm được nhiêu nữa nên cái lượng đơi vi bon của các bạn sẽ lên từ đó các bạn sẽ tích các bạn sẽ đổi lại đây con cái đó là cách cài chay của những người người ta đã cài chay thành vip và người ta đã thực hiện được nên mình cũng làm được cái gì cũng phải đánh đổi hết nha mọi người không phải mà ngồi mát ăn bát vàng hay là ừ mình chỉ chơi thôi mình mình chơi theo một cái lối nào đó đơn giản mà thành vip cái đó không có nha nếu mà không nạp tiền để thành vip thì các bạn phải trải qua một cái cực một cái cực rất là cực để mà canh thời gian săn boss này cái nhất cái thứ hai là phải cập nhật thông tin liên tục để coi những cái món quà nào Thử coi để uh, những cái món quà nào mà các bạn uh, Các bạn cần thiết để um... Cái gì vậy cha Sao vô trong đây mình chỉ lụm đồ thôi mà sao mà Cứ mắm vô dữ vậy ta các bạn cập nhật thông tin những cái món đồ nào mà đang cần thiết như ví dụ là hiện giờ là đất quay nó đang cần uh, người ta đang chuộng đất quay là người ta chơi thiên về đất bay đất quay bên cái gì và những cái món đồ gì như mình uh, như ví dụ đi ông nè ông nè phá cổng rồi đi ra đây cho hồi sinh như ví dụ đi đó như ví dụ nè như uh, ví dụ thôi nha chứ không phải là mình nói mình lụm được nha đây như duy ngọc này đi bây giờ cái viên ngọc này nó có thể có thể là giúp cho cái trang bị nó lên được cái gì đó cái gì đó thì các bạn hãy tích hãy lụm những viên ngọc này rồi bán cái đó là mình cày chay nha chứ không phải vô mà để ngồi mát ăn bát vàng thì không có đâu tại vì cái game này nói chung là game dành cho đại gia nên người ta canh chạnh với nhau rất là khốc liệt không có ai nương ai cái gì hết nếu chịch là nó bật bk ầm đùng liền rồi thêm tay ta nó phá cổng rồi mọi người ơi À, cái, cái Omon oh, O oh, giờ này là tay nó lên nó phá cổng trên đây rồi nên Việt Nam ra hơi gắt ư ừ, là khó luôn thì một cái video clip review cho mình và cái cách mà mình cài master và cái um, hướng dẫn cho các bạn những cái gì sơ luật nhất cho những người mới chơi rồi dần dần các bạn sẽ tìm hiểu thêm rồi để biết những kinh nghiệm được tốt hơn và video clip review chia sẻ của mình đến đây sẽ xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video clip lần sau. Bye bye.